Chào quý vị và các bạn, Minh Eo Đờ Đông quay giới thiệu đến anh em một mẫu âm ly của Kenwood. Mời anh em thưởng thức âm thanh, xem chất lượng âm thanh của nó như sau. Giá 4 triệu đồng. Âm ly này có cân loa ở đây, center, bass chép ở đây, loudlet ở đây, AB cộng B, đánh hai đôi thì bấm cả vào. Một trong những con âm ly đánh rất lực các bạn nha. Và hình thức còn quá mới luôn, quá đẹp, xuất sắc. Bãi zin, tôi đã mở sắt ốc và anh em có thể xem nội thất sau đây. Quay đằng sau đã. Âm ly này đánh AB cộng B, trở kháng từ 4 đến 16 ohm, 100V, 166W, sản xuất tại Nhật Bản, gồm rất nhiều đường vào âm thanh. Màu đen sang trọng. Đây là nội thất. Riêng mẫu âm ly này tôi bao phê bao hay cho anh em. Rất hay luôn nha, rất hay luôn, khẳng định từ đó. Vỉ sáng choang, đẹp, tụ lọc, nguồn, rất mới. Đây là sò, 4 con sò than to, bám vào tản nhiệt. Dòng Kenwood thì chất âm nó quá đậm đà, tép nhiều và bass đánh sâu, căng. Loa trái có tiếng này, loa phải này. Xua direct các bác không được bấm nhá, và tín hiệu đang chạy vào đường CD. Qua bộ dàn âm thanh sẽ cảm nhận tiếng bass nó đánh vào đường loa cực thuyết phục luôn. Mời các bác nghe một đoạn nhạc vàng. Đầy suối rừng xanh đùn quanh, đầy mây trắng nhìn hòa với cây hành. Còn gì biến khách về đây chi hỡi người, đất Việt giặc tràn bước gặp cụ già ngao nghê đang ngắm gió. Em chẳng biết gì ư, cười rung rung dâu trắng cả tờ bao năm qua khói loạn phụ mịt mù. Nghe gió quạnh yêu người ơi, còn với mẫu âm ly này anh em có thể nghe được rất nhiều đôi loa, loa Nhật, loa Mỹ, và nghe từ loa bé đến loa to. Như đôi loa tôi đang nghe, các bác có thể là làm cái mốc để so sánh. Một đôi loa rất to và loa gấu như vẫn đánh ra chất luôn. Và cái loại loa âm ly này có thể đánh ra chất của những loại loa bát gấu nha. Thề chẳng trở lại nhà mà giờ đây đã chết. Buồn chưa chưa lây lần.
xin cảm ơn.